với tất cả nhiệt huyết, tình dân tộc và lòng yêu nước mãnh liệt. Chúng tôi nguyện đồng hành cùng dân tộc và ưu tiên đứng về phía những người dân nghèo khổ thua thiệt. Chúng tôi khẳng định chúng tôi làm tất cả một cách khách quan, vô vụ lợi. Thế nhưng phản ảnh sự thật bao giờ cũng là hành trình đầy chông gai, khó khăn và thậm chí nguy hiểm. Chúng tôi luôn phải đối mặt với những thế lực mạnh nhằm bịt miệng chúng tôi. Chúng tôi đã liên tục bị sách nhiễu, quấy rối, hù dọa, vu khống và thậm chí bị hành hung và cưỡng chế ngay giữa trung tâm thành phố. Tất cả hành vi ấy đều hoàn toàn trái với pháp luật. Chúng tôi, những người công dân bình thường, sẽ tiếp tục tố cáo trước dư luận những hành vi vi hiến, vi pháp này. Chúng tôi mong mỏi được sự ủng hộ của tất cả những ai còn lương tri, còn trăn trở với vận mệnh của đất nước và dân tộc. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình cho tự do ngôn luận, cho sự thật được bày tỏ. Kính thưa quý vị, anh Tuấn, đây là một cái chương trình mà thỉnh chiến dịch để chúng ta có những người là có internet, chúng ta vào Facebook, Twitter để chúng ta cùng nhau kêu gọi để mà cho thả những người tù lương tâm, những người blogger nói lên sự thật như anh Điếu Cày và chị Tạ Phong Tăng. Thì anh luật sư, anh Tuấn suy nghĩ sao về chiến dịch này? Vâng, theo tôi nghĩ là chiến dịch này nên có và phải có. Và để như quý vị biết, theo nói về dự kiện đó, thì theo như Ủy ban bảo vệ những người gọi là ký giả quốc tế đó, thì Việt Nam là hiện tại nằm trong 5 nước mà có những cái vì như là ký giả, những blogger bị bắt nhiều nhất trên thế giới, với bên cạnh những quốc gia như là Syria, Ethiopia, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, vân vân. Và cũng như theo cái tờ báo mà Jakarta Post mới đăng đó, trong vòng 4 năm qua, Việt Nam đã bắt giữ ít nhất là khoảng chừng 33 người mà gọi nhà báo nhân dân đó, tức là những người như chúng ta thấy là làm blogger có hiện tượng là Việt Nam, là lên viết và những gì bất mãn và những thấy những nói sự thật về những cái sự sai trái trong nước, hoặc là những chính sách, hoặc là thì thường thường là bị trù dập và bị bỏ tù. Thành ra, và cũng như Facebook Việt Nam là một nước mà trong năm qua là có số tăng trưởng về dùng Facebook rất là nhiều. Thành ra chính quyền cộng sản họ rất sợ những cái gì người dân khi mà tham gia và nói lên sự thật, và sự thật đó là hoàn toàn sự thật, và đối sự thật đó có thể đưa đến sụp đổ chế độ của họ, và họ bằng mọi cách để vì bảo vệ những sự ác cũng như là những chuyện sai trái họ làm, họ bắt bớ những người blogger như chúng ta thấy rồi, những người nổi tiếng như anh Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần, vân vân. Thành ra những cái chiến dịch này chúng ta phải cần thiết phải làm để cho nhiều cơ quan quốc tế can thiệp vào. Và như anh Trúc Hồ cho biết là một cái chiến dịch mà phát động như vậy, từ trong nước cũng đang có những cái chiến dịch tương tự, phải không anh Trúc Hồ? Đúng, đây là một cái chiến dịch mà tất cả chúng ta bây giờ ở trên mạng thế giới, chúng ta đang sống là thế giới toàn cầu, chúng ta không còn phân biệt trong nước ngoài nước nữa, mà cái đây là một chiến dịch trên mạng. Tức nghĩa là những người có internet, theo như báo LA Times, Los Angeles Times, nhà báo Emily Arbuck, LA Times, trong bài viết No Fear, No Cry, được chuyển dịch bởi Nguyễn Văn Vi, đã viết như thế này, là hàng tá người bị giam cầm bỏ tù trong cuộc đàn áp các blogger Việt Nam. Đây là một nhà báo Los Angeles Times, một tờ báo rất lớn ở Hoa Kỳ. Và theo nhà báo này thì hiện nay Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết tất cả thanh thiếu niên đều sử dụng internet, và nước Việt Nam là có số lượng người dùng Facebook tăng nhanh nhất thế giới. Đúng như vậy. Đó, cho nên khi mà chúng ta có chiến dịch mà có liên hệ như là chiến dịch mà tất cả chúng ta đều là We Are All Vietnamese Blogger, chúng ta đều là blogger người Việt, để chúng ta tranh đấu đòi hỏi được tất cả những blogger được quyền tự do ngôn luận, và những người đang bị bắt được thả ra. Đây là một sự cần thiết, bởi vì những người họ nói lên sự thật, họ bị bắt thì còn ai nói được sự thật. Cho nên chúng ta phải, tất cả mọi người Việt Nam của chúng ta trên thế giới, chúng ta phải cùng nhau tham gia chiến dịch này. Đây là một chiến dịch rất là thông minh. Anh em chúng tôi rất cảm phục những người nghĩ ra những cái chiến dịch như thế này. Xin cố gắng mọi người chúng ta đều có những sáng kiến hay, cùng nhau bỏ lên mạng. Chẳng hạn như trang Dân Làm Báo, sáng sớm một có thói quen ngủ dậy là phải lên Dân Làm Báo xem coi
chúng ta có gì đang xảy ra, chuyện gì đang xảy ra và những gì chúng ta cần tiếp sức cùng chia sẻ việc làm với chung với nhau. Đó là một công việc cần thiết. Và kính thưa quý vị, nói về sự thật như anh Điếu Cày đã nói, sự thật sẽ có một ngày được sáng tỏ nếu mà tất cả những người được quyền nói sự thật. Nhưng mà sau 45 năm từ năm 1968 Tết Mậu Thân đến nay thì chính quyền Cộng sản vẫn dối trá, gian dối, tuyên truyền, trắng trợn. Và hiện nay trong nước đài truyền hình VTV One cũng đang làm một phim tài liệu dài nhiều tập để nói về Mậu Thân tại Huế năm 1968. Kính thưa quý vị, miền Bắc xâm chiếm miền Nam năm 1975, 3 ngày 30 tháng 4. Họ là bên thắng cuộc, như tựa của một cuốn sách đã có. Kính thưa quý vị, thường thường thì lịch sử được viết bởi những kẻ thắng cuộc. Nhưng mà kính thưa quý vị, lịch sử trong cái tên gọi của nó cũng chỉ là lịch sử, chứ không phải là sự thật. Cho nên bên thắng cuộc họ có làm bao nhiêu tập phim để mà họ cố tình họ dựng lên những chuyện mà không có thật, thì với thời đại Internet toàn cầu hiện nay thì sự thật vẫn là sự thật. Chúng ta phải biết năm 1968 Cộng sản họ đã tạo một tội ác không thể nào tưởng tượng được, có thể so sánh với những nhà độc tài như là Hitler, Stalin. Sau khi Tết thì bên miền Bắc và miền Nam đã có đồng ý với nhau là ngừng chiến ăn ngày Tết, nhưng mà bọn Cộng sản họ đã giả mang quân vào để đánh trong những cái thành phố của những người dân ở và giết quan biết bao nhiêu người. Kính thưa quý vị, chuyện đó chúng ta biết được là họ ác, nhưng mà không thể nào tưởng tượng họ ác đến mức kinh khủng như vậy. Và kính thưa quý vị, nếu mà nói về ác thì chúng ta phải nhớ kỹ một câu thơ của nhà thơ Tố Hữu, một đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đã viết bài thơ như thế này: Giết nữa bàn tay không phút nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau sống, cho đảng bền lâu cùng gặp bước chung lòng, thờ máu chủ tịch, thờ Stalin bất diệt. Kính thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam, những nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bán linh hồn mình cho quỷ, bán linh hồn mình cho Đảng Cộng sản quốc tế. Họ đã thờ ai? Họ đã thờ Mao Trạch Đông, họ đã thờ Stalin. Họ đã thờ hai quỷ dữ của nhân loại. Ông Mao Trạch Đông đã giết 60 triệu người dân của họ, của ổng, người Trung Quốc. Ông Stalin biết 40 triệu người dân của người Nga. Vậy mà đảng viên cao cấp Đảng Cộng sản Việt Nam đã viết lên một câu: Giết nữa bàn tay không phút nghỉ. Giết ai? Giết những trẻ con, những người dân quan, những người không có một tác xúc mới bảo vệ trong ngày Tết. Kính thưa quý vị, thờ ai? Thờ Mao Chủ tịch, thờ Stalin bất diệt. Thật là kém may mắn cho quê hương chúng ta đã có những người con như Tố Hữu. Kính thưa quý vị, một sự nhục nhã cho dân tộc lịch sử của Việt Nam của chúng ta. Và tội ác. Xin mời anh Tuấn, là một người Huế. Anh Tuấn là một trong những người mà có gia đình đã bị thảm sát trong vụ Huế năm 1968. Mà luật sư Tuấn nhiều lần tâm sự với lại chúng tôi là bạn bè, nhưng mà mời anh Tuấn, luật sư Tuấn nói cho như quý vị biết là Hồ Chí Minh khi ông đặt cái chiến dịch gọi là tổng công kích, tổng nổi dậy của Mậu Thân, thì những vị thấy đó, tổng công kích đúng, họ đã dùng hơn 80.000 quân để đánh chiếm các tỉnh thành miền Nam trong ngày Tết. Và họ hy vọng rằng là với sự nổi dậy và sẽ được tuyên truyền là người dân miền Nam sẽ nổi dậy và theo phía Cộng sản, thực sự không đúng như vậy. Và họ trong trước khi rút lui, họ cũng đã bắt giết nhiều thành phần họ nghi rằng là không có lợi cho họ. Và trong cái số những người bị bắt hoặc là đem đi giết, có nhiều người thành phần rất là người dân bình thường, người làm việc dân sự, không dính líu chính quyền. Và có mấy linh mục người nước ngoài. Vâng, những người Đức, rất là nhiều. Thì đối với ngài
Tết là thực sự đối với những người dân xứ Huế là một sự đau buồn. Anh Tuấn cũng lớn lên xứ Huế và trong mẫu thân là chỉ có 3 tuổi nhưng cũng có được nhớ những cái hình ảnh chỉ nghe tiếng bom đạn đánh nhau không nhớ rõ, nhưng mà trong nhà chính người chú ruột đã bị cộng sản họ bắt đi trói khuỷu tay và chỉ có một quần cục cọc thôi. Khi mà người thím và ba của Tuấn đào người chú lên thì chỉ có cái quần và bị đập vỡ sọ và chôn trói khuỷu tay. Những cái giao thông mà hào trong những cái bãi cát ở dưới vùng quê ở Huế thưa quý vị, và đó là những cảnh như quý vị xem trên màn hình rất thường. Nếu quý vị tìm đọc qua những tác phẩm như là Dải khăn xô cho Huế đổ nát của nhà văn Nhã Ca cũng lột trần một phần nào sự đau thương và tăng tóc người dân Huế. Cứ nhớ mỗi lần mà ngày Tết đến cho tới ngày mùng 8 Tết, thường thường đi học là trong lớp tự nhiên cứ thấy nhiều đứa bạn mình nó vắng mặt. Thì hồi đó nghĩ đối mình ngày đó là ngày chưa vui chơi, nhưng mà mình lớn và thời đó mình hiểu được thì thực nhà ai cũng có tang hết trong ngày phần lớn. Có thể nói trong lớp mà Tuấn đi học có một cái lớp tới gần như là 1/4 các đứa bạn trong lớp là có gia đình thân nhân bị giết trong Tết Mậu Thân. Thì ngày đó là ngày đám giỗ không của ông cha thì chú hoặc anh em thì ở nhà làm giỗ. Đó là những cái gì mà quý vị thấy không, chúng ta có thể tưởng tượng được đã những với những cái phương tiện, những bằng chứng rõ ràng vẫn ngay bây giờ bên người cộng sản vẫn còn làm những cái thước phim, những chương trình truyền hình để không những là bóp méo sự thật mà cái đó là sự sỉ nhục, như là chúng ta nói là không có thể nào những hành động nào bị ổi hơn nữa. Những cái gì nhân chứng sống vẫn còn, người Huế, những nạn nhân trong Mậu Thân vẫn còn đó mà họ dám nói lên, và đối với người cộng sản không có gì họ không có từ chối và không làm cả. Thì đó là những cái tội ác mà có thể nói là làm cho chúng ta trong ngày Tết này vừa buồn vừa đúng là những cái gì mùa xuân là chia sẻ nghĩa đẹp nhất, những cái ngày chúng ta dựng nước giữ nước đánh những trận thắng mùa xuân như là chúng ta đuổi được quân thù, thì ngược lại người cộng sản chúng ta lại đánh chiếm giết những người dân vô tội thưa quý vị. Thành ra chúng ta cũng dành cái cơ hội năm Tết này để nhớ lại những người đã mất, cũng như là ngay những người nhà quý vị người Huế rất là nhiều, cũng như là ngay cả ba anh Tuấn cũng đã bị triệu tập đi để gọi là đi theo tập trung, nhưng mà rất may là ông đi trễ, thành ra tới nơi địa điểm họ đã dời đi rồi, thành ra ông mới không bị ông Trung giết trận một thân, nếu không có thể chắc là gia đình có thể là vừa chú vừa chính cha ruột của anh Tuấn cũng đã bị giết trong trận Mậu Thân thưa quý vị. Dạ kính thưa quý vị, sắp tiếp là chương trình đã hết giờ. Tội ác của cộng sản Việt Nam kể không bao giờ hết, rất nhiều tội ác. Những người, những thế hệ như chúng ta trẻ, khi Dục Hồ trở xuống, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu sự thật. Sự thật, từ sự thật chúng ta mới có những cái cảm thông. Dục Hồ tha thiết kêu gọi tất cả những người Việt Nam khắp nơi trên thế giới, ngay cả những người Việt Nam trong nước, những người đã lỡ theo chủ nghĩa cộng sản, xin nhìn sự thật. Cộng sản là tội ác. Tội ác là cộng sản. Chúng ta phải dứt khoát vứt bỏ chủ nghĩa tội ác này, kính thưa quý vị. Và qua cái biến cố Mậu Thân thì có một bài thơ rất hay là Những Con Đường Trắng của nhà thơ Tô Kiều Ngân. Nhà thơ Tô Kiều Ngân là một người rất là dễ thương. Chính ông là người đã đặt tên cho bố Trúc Hồ thành là Trúc Giang, bởi vì bố Trúc Hồ quê ở Bến Tre, cho nên ông đặt tên cho bố Trúc Hồ là Trúc Giang trong bài sáng tác đầu tiên của bố của Trúc Hồ. Và nhạc thì của anh Trầm Tử Thiên, bài Những Con Đường Trắng, để thấy một phần nào nỗi đau của dân tộc của chúng ta.